Dạ vâng ạ, cảm ơn cái câu hỏi của bạn Hoàng Thị Hà. Thì cái câu hỏi của bạn thì thực tế là không phải là trong cái điều trị ung thư tuyến giáp, mà là một cái câu hỏi rất hay gặp trong những cái trường hợp mà các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện ca. Và khi người ta trao đổi với các bệnh nhân và người ta thấy rằng là sao bệnh nhân của tôi lại được điều trị phẫu thuật hay điều trị tiết xạ, hay là có bệnh nhân lại được điều trị hóa chất mà tôi lại không được điều trị. Và chính vì vậy mà cái câu hỏi đó thì thực sự là rất là hay gặp. Và hôm nay thì tiện đây thì bác sĩ Hoa cũng xin được chia sẻ với các quý vị khán giả. Thì qua câu hỏi của bạn thì tôi cũng xin chia sẻ một chút về cái điều trị ung thư nói chung. Thì trong cái điều trị ung thư nói chung thì chúng ta phải biết đó là một cái phương pháp, một cái nguyên tắc điều trị mà chủ đạo, đó là có cái điều trị đa mô thức trong ung thư. Đa mô thức có nghĩa là gì? Là kết hợp rất là nhiều phương pháp, trong đó gồm có phẫu thuật. Ba cái vũ khí chính trong điều trị ung thư đó là đầu tiên là phẫu thuật, thứ hai là tia xạ, và cuối cùng là những cái phương pháp điều trị toàn thân gồm có như hóa chất, điều trị đích hay là các điều trị miễn dịch. Tuy nhiên thì đối với mỗi một loại bệnh ung thư, có nghĩa là ví dụ như bệnh ung thư phổi, ung thư vú hay ung thư giáp, hay là tùy vào từng, và trên mỗi một loại bệnh đó thì lại tùy vào từng cái giai đoạn bệnh, cũng như là cái để đặc điểm thể mô bệnh học như thế nào mà chúng ta có cái phương pháp điều trị nào là cái phương pháp điều trị chính, điều trị chủ đạo cho bệnh nhân, còn phương pháp nào sẽ là phương pháp thứ yếu, phương pháp bổ trợ. Thì đối với bệnh nhân mà ung thư tuyến giáp nói chung, và đặc biệt là ung thư tuyến giáp mà như của bạn đã trình bày vừa rồi, thì chúng ta biết là ung thư tuyến giáp thì tôi vẫn xin nhắc lại, đó là cái phẫu thuật vẫn là cái điều trị cơ bản và chủ đạo. Theo sau đó có thể kết hợp thêm điều trị iốt 131 hoặc là điều trị hormone. Còn cái tia xạ và hóa chất trong điều trị ung thư tuyến giáp thì thực tế là rất kém hiệu quả và rất ít khi được chỉ định. Và hóa chất nếu như trong ung thư tuyến giáp mà được chỉ định thì thường là trong cái nhóm ung thư tuyến giáp thể kém biệt hóa. Còn đối với trường hợp của bạn thì là như tôi được hiểu là ung thư tuyến giáp giai đoạn 1 mà đã được phẫu thuật điều trị iốt 131, thì tôi được hiểu rằng có lẽ bạn là một cái ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Và với cái thể biệt hóa này thì sau khi mà được phẫu thuật rồi, mình sẽ điều trị iốt 131 và có thể là bổ sung thêm hormone, còn sẽ không có cái chỉ định điều trị hóa chất bổ trợ. Còn trong cái trường hợp có một cái đặc biệt, đó là trong cái trường hợp ung thư tuyến giáp mà thể biệt hóa của bạn mà có điều trị bổ trợ, đó là khi mà bệnh có những trường hợp là tái phát di căn, hoặc là đã điều trị mà kháng không còn được đáp ứng với cái liệu pháp iốt nữa, thì lúc đấy chúng ta mới dùng đến cái phương pháp là hóa trị. Và hiện tại thì cái điều trị toàn thân trong ung thư tuyến giáp thì hiện tại cũng có rất là nhiều cái tiên tiến, và hiện tại thì chúng ta đang tiếp cận đến những cái thuốc như là những thuốc điều trị nhắm trúng đích, nhắm kháng sinh mạch, ví dụ như là lenvatinib hay là sorafenib, hay là những cái thuốc đích đến kháng đến đích ở đích red hay là đích NTRK. Thì cái này thì đó là để chúng ta, với trường hợp của bạn thì có lẽ là để những cái điều trị đó sẽ là điều trị sau này. Thế còn hiện tại đối với bạn, trường hợp của bạn thì sẽ không có chỉ định phải điều trị hóa chất. Tiếp tục, vâng, bác sĩ Hoa xin hết ạ.